À, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày bình an, hạnh phúc nhé. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020. Âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm Canh Tý và hôm nay là ngày Đinh Sửu tháng Quý Mùi năm Canh Tý. À, hôm nay là ngày Hắc Đạo và giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Dạn Hạ Thủy ngày Đinh Sửu, tức can sinh cho chi, có nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm Dạn Hạ Thủy, kỷ tuổi, tân mùi, kỷ mùi, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỷ sửu, đinh dậu, kỷ mùi, thuộc hành hỏa, không sợ thủy nhé. Ngày sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân mùi, kỷ mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi ất sửu, tân sửu, đinh hợi, đinh tỵ. Về sao trong ngày có sao tốt như là sao thiên quý, tốt về mọi việc. Sao xấu gồm có Tiểu Hồng Sa, xấu mọi việc, Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Lục Bất Thành, xấu đối với xây dựng, sao Chu Tức Hắc Đạo, kỵ về sang nhà mới hay là khai trương, có sao Nguyệt Hình cũng rất xấu các bạn nhé. Và ngày 2 tháng 8 năm 2020, tức là ngày 13 tháng 6 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Tam Nương tương sát, xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng nam, tài thần hướng đông. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020 như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày Đinh Sửu này, bạn thuộc ngày nhị hợp thủy cục, cho nên bạn muốn tin vui về cái chuyện tình cảm rồi đúng nhá. Và bản mệnh tuổi Tý trong ngày này á, đối với những bạn còn độc thân thì hãy chuẩn bị tinh thần để đón tình yêu mới, nhân duyên rất chi là vượng với bạn lắm đó. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, con đường tình duyên được hanh thông, thuận lợi, nhờ thế mà những cái sự mâu thuẫn trong gia đình cũng được hóa giải, tình yêu sẽ thăng hoa sau những cái xung đột, đôi bên dần hiểu nhau thêm và không còn hiểu lầm nhau nữa. Tuy nhiên ạ, trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cho nên bản mệnh tuổi Tý đang có cái sự cố chấp quá mức, bạn nên rất dễ mắc sai lầm trong ngày. Ngày này bạn rất dễ đưa ra những cái quyết định trong công việc của mình một cách sai lầm đó nhá. Và bạn tuổi Tý, bạn nên lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người thay vì khó chịu và từ chối cái sự giúp đỡ đó đó. Và trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, tử vi tuổi Giáp Tý, bạn thuộc hành kim, tình yêu có được cái sự thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Tý, bạn thuộc hành thủy, bạn đang có cái điềm báo, có sự cố chấp quá mức. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, bạn có được cái vận đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, bạn tìm được nhân duyên rồi đó. Và tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc,
Công việc của bạn đang có cái điềm báo gặp khó khăn trắc trở nhé. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn: số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Sửu ngày chủ nhật, mùng 2 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn tuổi Sửu đang có cái vận trình gặp ngày Đinh Sửu thuộc thủy, nên là bạn đang gặp Nhị Sửu, Sửu Sửu tự hình, nên cái vấn đề trong ngày này với bạn tuổi Sửu gặp nhiều trắc trở, đang có điềm báo tiểu nhân hãm hại nhé. Bên cạnh đó, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp có thiên quan xuất hiện ám hại, bạn đang có điềm báo kẻ xấu bụng có thể bày mưu tính kế để khiến cho những cái gì vốn có của bạn trở thành của họa loạn. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải thận trọng hơn để tránh cái việc bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà khiến cho công việc của bạn bị cản trở nhé. Trong ngày chủ nhật này với mọi bạn tuổi Sửu, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rất chi là nhiều nếu như chính bạn không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thủ đoạn. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn đang gặp ngày Đinh Sửu thuộc thủy, cho nên thổ khí đương vượng, sức khỏe của bạn ngày này không được tốt cho lắm. Mệnh chủ dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa, cho nên bạn tuổi Sửu nếu cần phải chú ý thì việc lựa chọn thực phẩm rất chi là quan trọng với bạn, và cách chế biến nấu nướng cũng rất quan trọng. Bạn tuổi Sửu cần được chú ý để có cái bữa ăn uống phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu, bạn thuộc hành kim đang có điềm báo tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc hành thủy, bạn đang có điềm báo tiểu nhân thù ghét. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu, bạn thuộc hành hỏa, sức khỏe của bạn yếu kém. Tử vi tuổi Quý Sửu, bạn thuộc hành mộc, công việc của bạn đang có điềm báo gặp khó khăn. Về đánh giá chung của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm của bạn 4 sao. Về con số may mắn, số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Dần chủ nhật ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020, và xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy rằng là trong cái vận trình của bạn tuổi Dần ngày chủ nhật này, bạn đang gặp thương quan chiếu mệnh, tinh thần của bạn làm việc có phần bị sa sút, cho nên hiệu quả công việc cũng giảm rõ rệt. Và bạn tuổi Dần trong ngày này á, bạn sao nhã với việc mình đang làm, để tâm vào những thứ không thực sự cần thiết đó bạn nhé. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày mộc khắc thủy, cho nên tình duyên của bạn gặp trắc trở, kiếm sắc. Bạn cần phải dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình, thay vì để cái thời gian rảnh rỗi cho những cái thú vui cá nhân. Và bạn tuổi Dần, bạn đừng để tới khi mất đi rồi mới nuối tiếc bạn nhé. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, đối với những bạn còn độc thân thì nên thay đổi suy nghĩ của mình, đừng để cho những cái định kiến lỗi thời khiến cho mình phải mắc sai lầm. Và bạn tuổi Dần, bạn có thể sẽ để vụt mất tình yêu mà mình chờ ngóng đã bấy lâu nay đó nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy trong ngày chủ nhật này, bạn đang có điềm báo thiếu đi cái sự tập trung để làm việc,
Tử vi tuổi Bính Dần, bạn thuộc hành hỏa, bạn cần phải chú ý nhiều hơn nữa đó. Tử vi tuổi Mậu Dần, bạn thuộc hành thổ, tình yêu của bạn đang có điềm báo bị vụt mất khỏi tầm tay. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, bạn đang tự làm khổ bản thân mình. Và tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn cần phải bình tĩnh hơn nhé. Về sự nghiệp của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao. Và con số may mắn của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này là số 4, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mão chủ nhật ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020 nhé. Xem tử vi chủ nhật của bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được thực thần chiếu mệnh, và bạn tuổi Mão trong ngày này bạn nhận được thần tài che chở, cái chuyện làm ăn kinh doanh với bạn gặp nhiều thuận lợi, may mắn, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, và bạn tuổi Mão chẳng lo thiếu thốn tiền tiêu với mình nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, ngày này bạn có thể tiến hành những cái kế hoạch kinh doanh, mở rộng quy mô buôn bán của mình. Bản mệnh có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy, nhạy bén và có lòng quyết tâm cao. Và nếu như bạn tuổi Mão bạn không biết tận dụng thì vô cùng đáng tiếc cho cái vận trình của bạn đó. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang có cái điềm báo gặp ngũ hành tương khắc. Cái điều này khiến cho cái chuyện tình yêu lứa đôi dễ đứng trên bờ vực thẳm nhá. Bạn và người ấy có nhiều cái mâu thuẫn về quan điểm, từ đó nảy sinh ra cái sự tranh cãi, xung đột, ảnh hưởng đến tình cảm lứa đôi đó. Và tử vi tuổi Ất Mão, bạn thuộc hành thủy, trong ngày hôm nay kinh doanh thì phát đạt. Tử vi tuổi Đinh Mão, bạn thuộc hành thủy, tiền bạc có được cái sự rủng rỉnh. Về tử vi tuổi Kỷ Mão, bạn thuộc hành thổ, bạn đang có điềm báo mâu thuẫn trong gia đình. Về tử vi tuổi Tân Mão, bạn thuộc hành mộc, bạn kiếm tiền dễ dàng. Về tử vi tuổi Quý Mão, bạn thuộc hành kim, tình cảm của bạn đang có cái điềm báo có sự rạn nứt. Về sự nghiệp của bạn tuổi Mão trong ngày này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao. Về tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày này rất thấp, 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này là số 1, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi các bạn nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Thìn chủ nhật ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn á, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này không được may mắn, ít nhất là trong cái chuyện tình cảm của bạn không được êm đẹp nhé. Và bạn tuổi Thìn á, bạn nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức để kết nối tình cảm đôi bên, nhưng dường như bạn đang đi lầm đường lạc hướng đó. Và bản mệnh tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang có cái sự áp đặt suy nghĩ của mình cho đối phương, sau đó lại thắc mắc vì sao người ấy không chịu nghe theo mình. Bạn tuổi Thìn cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân của mình để giữ cho tình cảm lứa đôi được bền lâu nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, may mắn là bạn trong cái vận trình ngày này có được chính quan nâng đỡ, cho nên bạn tuổi Thìn dễ dàng tiến bước trên cái con đường công danh sự nghiệp khi mà còn có nhiều cái chông gai với bạn. Bạn tuổi Thìn
bạn nắm bắt được cái cơ hội rất nhanh vì biết rằng không phải ai cũng may mắn có được những cái cơ hội để thể hiện tài năng, năng lực của mình đó nhé. Và xem tử vi tuổi Giáp Thìn trong ngày này, bạn thuộc mệnh Hỏa, cái vận may của bạn đang có điểm báo bị xuống dốc. Tử vi tuổi Bính Thìn, bạn thuộc hành thổ, tình cảm của bạn cũng đang có cái điểm báo có sự ảm đạm. Về tử vi tuổi Mậu Thìn, bạn thuộc hành mộc, công việc của bạn lại có được cái sự thăng hoa. Về tử vi tuổi Canh Thìn, bạn thuộc kim, bạn cần phải hiểu mình cần gì nhé. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn, bạn thuộc hành thủy, bạn nên cố gắng hơn nữa đó. Đánh giá về sự nghiệp của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, số 2, số 6 và giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi tuổi Tỵ ngày chủ nhật này cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp được ngày Đinh Sửu thuộc hành thủy, cho nên cái vận trình của bạn gặp được tam hợp cục Tỵ Dậu Sửu, cho nên bạn tuổi Tỵ có những cái nỗi buồn đau ở trong quá khứ để tiến tới tương lai của mình, bạn đã bỏ đi được rồi nhá. Bạn tuổi Tỵ, bạn biết được mình cần gì, muốn gì, nên bản mệnh có thể nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa với mình rồi đó. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, các cặp vợ chồng có thêm nhiều kỷ niệm bên nhau, đó chính là động lực giúp cho bạn và người ấy vượt qua những cái giây phút khó khăn mà không phải những cặp đôi nào cũng có thể vượt qua được bạn tuổi Tỵ nhá. Tuy nhiên á, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, ngày này lại xuất hiện chính tài chiếu mệnh, cho nên bản mệnh tuổi Tỵ có thu nhập khá chi là vững vàng luôn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải lô không nên lo lắng về cái chuyện tiền bạc trong ngày này đâu nhé. Chỉ cần bạn không tiêu xài hoang phí thì hoàn toàn có thể rủng rỉnh túi tiền của mình đó. Và tử vi tuổi Ất Tỵ trong ngày này, bạn thuộc mệnh Hỏa, tài lộc của bạn có được cái sự dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình cảm của bạn cũng có được cái sự thăng hoa. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, bạn thuộc hành mộc, vợ chồng có được tình cảm hòa thuận. Tử vi tuổi Tân Tỵ, bạn thuộc hành kim, gia đình rất chi là hạnh phúc. Về tử vi tuổi Quý Tỵ, bạn thuộc hành thủy, bạn có được thu nhập vững vàng nhé. Về đánh giá chung, sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, số 3, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Ngọ đang gặp nhiều trở ngại nhé. Và bạn tuổi Ngọ, chính bản thân của bạn cũng không hiểu được mình, hiểu được suy nghĩ của bản thân mình đâu. Bạn tuổi Ngọ, bạn mâu thuẫn trong suy nghĩ nhưng lại đòi hỏi đối phương phải hiểu được mình. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Ngọ đang gặp trở ngại, nên khác biệt và khoảng cách giữa hai người ngày cần gần càng xa hơn với bạn đó. Và bạn tuổi Ngọ, bạn nên tìm cách để thay đổi mình trước đi bạn nhé. Tuy nhiên ạ,
trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ. May mắn là bạn đang gặp được thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Ngọ, bạn có được tài lộc sắp tới và bản mệnh sẽ mất khá nhiều thời gian cho cái công việc bên ngoài nghề tay trái. Nhưng hôm nay giúp cho bạn kiếm được hơn hẳn những cái công việc chính của bạn. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ, bạn thuộc hành kim, tiền bạc của bạn có được cái sự rủng rỉnh. Tử vi tuổi Bính Ngọ, bạn thuộc hành thủy, bạn đang có cái điềm báo mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, bạn thuộc hành hỏa, bạn đang tự mình gây nên chuyện. Về tử vi tuổi Canh Ngọ, bạn thuộc hành thổ, bạn cần phải hiểu được chính mình. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ, bạn thuộc hành mộc, bạn không cần phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc trong ngày nhé. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này: 4 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao. Về con số may mắn: số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần nhé. Tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo đang bị tiểu nhân vây hãm nhá. Ngày này với bạn tuổi Mùi bạn đang gặp ngày Đinh Sửu, bạn gặp ngày là Sửu Mùi tương xung, cho nên rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy, và bạn tuổi Mùi có thể sẽ là người biết sau cùng đó với bạn nhé. Bên cạnh đó, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, bạn nên dành thời gian chia sẻ tâm sự với người ấy nhiều hơn để hâm nóng cái chuyện tình cảm lứa đôi. Và bạn tuổi Mùi, nếu bạn ngay lập tức buông bỏ khi đã có được thì sau đó bạn sẽ đánh mất nó nhanh thôi đó bạn nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi ạ, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi đang có điềm báo gặp chuyện thị phi ở nơi công sở nhé. Bạn tuổi Mùi không tưởng tượng được cái mức độ nguy hại của cái lời đồn nên bạn mới lơ mơ mất cảnh giác và để cái lời nói của mình đi chơi xa đến đâu đó. Tử vi tuổi Ất Mùi, trong ngày chủ nhật này bạn thuộc hành kim, bạn đang bị thị phi dồn dập đến. Về tử vi tuổi Đinh Mùi, bạn thuộc hành thủy, tình cảm của bạn cũng đang có cái điềm báo có sự mâu thuẫn nhé. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, bạn thuộc hành hỏa, bạn cũng đang có tiểu nhân vây hãm. Về tử vi tuổi Tân Mùi, bạn thuộc hành thổ, bạn đang tự làm hại bản thân mình. Về tử vi tuổi Quý Mùi, bạn thuộc hành mộc, bạn nên suy nghĩ cẩn trọng hơn nhé. Đánh giá sự nghiệp của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm của bạn, 3 sao. Về con số may mắn: số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020 nhé. Và xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang có cái được cái sự báo hiệu thăng quan tiến chức. Ngày này với bạn tuổi Thân, bạn gặp được chính ấn xuất hiện sẽ giúp cho bản mệnh thể hiện được thế mạnh của bản thân mình đối với công việc, khiến được cấp trên có cái nhìn khác về bạn đó. Bạn tuổi Thân, bản mệnh hãy cố gắng tận dụng mọi cái cơ hội mình có để chứng minh năng lực của bản thân mình nhé. Bạn
hiểu rằng vị thế của mình ở đâu nên luôn cố gắng và nỗ lực hết mình, không để lỡ mất cái cơ hội thời cơ nào đâu nữa. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày thổ dưỡng cho kim, cho nên cái con đường tình duyên của bạn rất chi là vượng phát. Bạn mệnh biết cách thu hút được người khác phái và bạn tuổi thân trở nên quyến rũ hơn hẳn khi mình muốn, thế nên chẳng phải lo thiếu người yêu đâu đó bạn tuổi thân nhé. Và tử vi tuổi giáp thân, bạn thuộc hành thủy, trong ngày này tình cảm của bạn có được cái sự vượng phát. Tử vi tuổi bính thân, bạn thuộc hành hỏa, nhân duyên của bạn có được cái sự hòa hợp. Tử vi tuổi mậu thân, bạn thuộc hành thổ, công việc của bạn tiến triển tốt đẹp. Tử vi tuổi canh thân, bạn thuộc hành mộc, công danh của bạn có được cái sự tăng tiến. Về tử vi tuổi nhâm thân, bạn thuộc hành kim, bạn có được cái chuyện tình cảm đào hoa nở rộ luôn nhé. Đánh giá chung sự nghiệp của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao nhé. Và con số may mắn của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này là số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tiếp theo mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Dậu chủ nhật ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020, xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp ngày Đinh Sửu, cho nên bạn gặp được ngày có quý nhân tam hợp Tỵ Dậu Sửu nâng đỡ đó, che chở cho cái vận trình của bạn, giúp cho bạn trong những lúc khó khăn trên cái con đường tình duyên. Và bạn tuổi Dậu dần dần tiêu biến những cái khó khăn, không còn phải lo nghĩ nhiều nữa đó nhé bạn nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, bạn biết được người ấy vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho mình, thì hãy có động thái để đáp lại cái tình cảm đó nhé. Ai cũng mong người yêu thương mình mà mình cũng yêu thương họ, và bạn đừng chỉ biết mình có lợi mà nhận thôi bạn nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cũng có được thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu bạn có được sự tháo vát và năng động trong công việc. Bạn không dễ dàng lùi bước trước những cái khó khăn và thể hiện được cái sự tự tin của mình, luôn chắc chắn mình có thể thành công trong mọi công việc luôn nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu, bạn thuộc hành thủy, trong ngày chủ nhật này công việc của bạn có được cái sự tăng tiến. Về tử vi tuổi Đinh Dậu, bạn thuộc hành hỏa, bạn tình yêu có được cái sự bền vững. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu, bạn thuộc hành thổ, bạn có người thầm thương trọng nhớ rồi được. Về tử vi tuổi Tân Dậu, bạn thuộc hành mộc, bạn không cần phải lo lắng nhiều. Về tử vi tuổi Quý Dậu, bạn thuộc hành kim, công việc của bạn được ổn thỏa nhé. Về sự nghiệp của bạn tuổi Dậu trong ngày này được đánh giá là 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm của bạn được 5 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này là số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Và tiếp theo mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tuất chủ nhật ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020, xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất, trong ngày này bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên cái vận trình của bạn tuổi Tuất nhắc nhở bạn bạn cần phải bình tĩnh cho dù có cái chuyện gì xảy ra với bạn đi chăng nữa nhé. Và bạn tuổi Tuất đó, bạn đừng cho rằng mình luôn đúng, cơn nóng giận có thể khiến cho bạn mắc sai lầm lớn trong ngày.
Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất đó, cái chuyện tình cảm của bạn khó nói ai là người sáng suốt, chỉ là chúng ta đừng làm gì để mình phải nuối tiếc về sau này. Bạn tuổi Tuất, bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình và cho người ấy cái cơ hội để giải thích. Bạn có quyền lắng nghe và quyết định vẫn ở bạn đó nhá. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn cũng đang gặp được chính quan xuất hiện. Cái điều này tỏa rõ lợi thế thuộc về bạn trong công việc luôn. Bạn tuổi Tuất, bạn cống hiến hết mình, có trách nhiệm với công việc, thế nên được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm đâu phải là cái chuyện gì khó khăn với bạn trong ngày đó đó nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất, bạn thuộc hỏa, bạn được cấp trên ưu ái. Về tử vi tuổi Bính Tuất, bạn thuộc thổ, tình cảm của bạn đang có cái điểm báo có sự mâu thuẫn. Về tử vi tuổi Mậu Tuất, bạn thuộc hành mộc, bạn đang có cái sự hiểu lầm nghi ngờ. Về tử vi tuổi Canh Tuất, bạn thuộc hành kim, bạn nên phải bình tĩnh trở lại. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất, bạn thuộc hành thủy, bạn cần phải tập trung vào công việc hơn nhé. Đánh giá về sự nghiệp của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: 5 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao. Về con số may mắn: số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020. Và xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi á, bạn đang gặp ngày Đinh Sửu, cho nên cái vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp ngày Hợi Sửu tương hội, cái chuyện tình cảm của bạn rất chi là tốt đẹp, bạn dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, trò chuyện hợp tình hợp ý và là người bước đầu để tìm kiếm, bạn cần tìm hiểu nó bạn nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi có điều dường như tình yêu khiến cho bạn mụ mị và bạn dễ dàng đánh mất đi tiền bạc vào tay người khác lắm đó. Ngày này với bạn tuổi Hợi độ tình điên bạc, bạn đang có kiếp tài giáng họa ngăn trở cái vận trình tài lộc của bạn và bạn không làm chủ được mình, cái túi tiền của bạn rất dễ bị tiền rời khỏi ví đó nhá. Trong ngày này với bạn tuổi Hợi á, vì những cái cơn lốc cơn bốc đồng mà bạn đánh mất đi những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, bạn không quan tâm mình có bao nhiêu tiền chỉ tiêu cho sướng tay, chẳng thể thế mà dễ bị người khác lợi dụng bạn lắm đó. Về tử vi tuổi Ất Hợi, bạn thuộc hành hỏa, trong ngày này bạn đang có cái điểm báo mất tiền hao của. Về tử vi tuổi Đinh Hợi, bạn thuộc hành thổ, tình cảm của bạn có được cái sự thăng hoa. Về tử vi tuổi Tân Hợi, bạn thuộc hành kim, nhân duyên của bạn rất chi là vượng phát. Về tử vi tuổi Quý Hợi, bạn thuộc hành thủy, đôi bên có được cái sự hòa hợp. Về đánh giá chung sự nghiệp của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: 4 sao tài lộc, 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm của bạn có được 5 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Hợi: số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ những người làm chương trình các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.